Với các võ sĩ judo, việc kiểm tra trọng lượng cơ thể luôn phải được tiến hành thường xuyên trước mỗi buổi tập. 103kg, võ sĩ nào mà trọng lượng khủng đến thế? Đó chính là Đặng Hào, nhà tân vô địch SEA Games 26. Không những nặng cân nhất đội, chàng trai sinh năm 1987 này còn là người cao nhất, 1m91. Đây là đòn hông và đòn chân Uchimata. Chính với hai đòn sở trường này, Đặng Hào đã ghi điểm và sau đó hạ ít bông đối thủ Hoplin Tigrawat Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 26 để đi vào lịch sử judo Việt Nam với tư cách là võ sĩ đầu tiên đăng quang ở hạng cân nặng dưới 100kg. Em quýnh trận Philippines thì cũng một phần thắng xong thì cũng khuyến khích cái đầu óc lên, tinh thần cũng thoải mái, người vô chung kết thì không còn gì để mất cả, cũng khó khăn cứ nghĩ mãi là mình phấn đấu tại vì này lần thứ tư của em rồi, kỳ này kỳ thứ tư, em đã mất hết 8 năm đó, năm nay thì em cũng kỳ vọng đã đạt được. Đáng nói hơn, Hào chỉ vừa mới hồi phục chấn thương cả hai gối, vốn là điểm tựa sức mạnh của võ sĩ judo ngay trước khi lên đường tham dự SEA Games 26. Bên cạnh đòn hông Uchimata, đòn chân Osotogari cũng là một trong những tuyệt chiêu của chàng trai đã có 8 năm theo nghiệp judo này. Về sở trường của Đặng Hào thì cái ván vóc của em rất là cao, nên ban huấn luyện cũng cho em tập trung vào những hai đòn sở trường như là đòn Uchimata, đòn hông và đòn chân là Osotogari. Về cái khổ luyện của em, thứ nhất là phải có những cái hỗ trợ như tạ, tập tạ để tay kéo mạnh. Thứ hai vào đòn nhiều. Thứ ba và hất chân liên tục. Thì nhiều lần như vậy thì cái đòn nó sẽ tốt hơn. Trước đây Đặng Hào vốn thi đấu ở hạng trên 100kg và có lúc trọng lượng cơ thể của anh lên đến 135kg. Với nỗ lực phi thường, anh quyết tâm giảm cân bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý và sự khổ luyện để giảm cân thi đấu ở hạng dưới 100kg. Hình ảnh ghi nhận sau khi vừa kết thúc buổi tập này cho thấy anh đã giảm liền 3kg chỉ sau 2 giờ miệt mài trên thảm. Ở tuổi 24 cùng chiếc huy chương vàng danh giá, Đặng Hào xứng đáng là cánh chim đầu đàn của judo thành phố Hồ Chí Minh. Em thấy Hào là một vận động viên rất là chịu khó tập. Hào mặc dù bị chấn thương hết hai đầu gối nhưng mà Hào rất là cố gắng. Em thấy Hào là một người rất có ý chí. Anh Hào trong đội tuyển thì rất là siêng năng, là một đàn anh là chúng em là rất là cần phải noi theo anh Hào. Trong SEA Games thì anh Hào đấu rất là tốt. Khi mà anh biết tin anh Hào được huy chương vàng thì đội ai cũng vui hết. Chiếc huy chương vàng lịch sử của Đặng Hào là niềm tự hào của judo và thể thao Việt Nam nói chung. Còn nói riêng với chàng trai có thể hình vô cùng lý tưởng này, đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho sự phấn đấu không ngừng và những nỗ lực không mệt mỏi. Thành công của anh sẽ truyền cảm hứng cho những judoka tương lai của Việt Nam trên bước đường chinh phục đỉnh cao của môn võ nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic này.